Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở khua ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chỉnh Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, con người không ai là vô dụng cả, mỗi cá nhân đều có những năng lực tiềm tàng, cho nên, tại thời điểm đối mặt với áp lực, không cần lo lắng ưu sầu, có lẽ đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ của cuộc đời đối với bạn, tin tưởng chính mình, hết thảy đều có thể xử lý được tốt. Trong bức bách, hảo hán mới có thể tới lương sơn, thời thế tạo anh hùng, con người vào đường cùng tất biến đổi, chỉ có áp lực mới tạo nên động lực. Vì vậy, dù bạn có chưa thể thành công, chưa thể hoàn hảo, thì bạn cũng đừng nản chí, con người ai cũng có tài năng, quan trọng bạn đã khai thác đúng năng lực của mình hay chưa, thời gian và kiên trì của bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan cuộc đời tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hay còn gọi là Sơn Thượng Chi Thử, chuột trên núi, ngũ hành bản mệnh tang đố mộc, gỗ cây dâu, tướng xương con chuột, tướng tinh con heo. Nhâm Tý sinh năm 1972 nạp âm tang đố mộc, do can nhâm thủy, ghép với chi tý, thủy, ta có can và chi có cùng hành thủy sinh nhập mộc, cho nên thuộc lứa tuổi có năng lực thực tại. Đường đời thênh thang, rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho đến hậu vận, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Tuổi Nhâm Tý có đầy đủ hai tính chất của can chi, can nhâm thủy biến hóa linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao và chi tý thủy đứng đầu hàng chi, thông minh, nhanh nhẹn, sắc bén, thường ở vai trò lãnh đạo, chức trọng quyền cao. Trong lĩnh vực nghiên cứu, rất thích tìm hiểu nên đã có nhiều sáng tạo phát kiến nổi danh ở mọi ngành. Phần lớn bản mệnh là người rất thành công bởi họ hoạt bát, năng động và thích nghi hoàn cảnh rất nhanh. Nhâm Tý vui tính, giỏi ngoại giao, dễ gần, họ không ngừng tò mò, học hỏi để nâng cao năng lực, họ yêu sự an toàn, luôn lo lắng về tương lai. Đó cũng là lý do vì sao họ làm việc rất chăm chỉ. Bạn bộc lộ ra ngoài là sự tự tin, hiểu biết rất chuyên nghiệp về những điều mình làm. Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân. Cũng như một cây khi đơm bông kết trái thì người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí. Tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ không lúc bằng, bởi vậy số Nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi trong mức độ trung bình. Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ, lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như về đường con cái. Cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm. Không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này, phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tác về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả. Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay. Tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt,
nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền. Tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Họ có những nguyên tắc riêng và biết mình muốn gì. Họ nghiêm khắc với những thứ ưu tiên trong cuộc sống, nhưng vẫn có thể linh hoạt để đạt được mục tiêu, đương số yêu sự an toàn và luôn lo lắng về tương lai. Đó cũng là lý do vì sao họ làm việc rất chăm chỉ, bộc lộ ra ngoài là sự tự tin, hiểu biết và rất chuyên nghiệp về những thứ mình làm. Họ còn là một người nói chuyện có duyên. Họ có thể đưa ra sáng kiến và các dự án khả thi. Họ cũng gặp ít khó khăn trong việc huy động sự hỗ trợ cho các phi vụ làm ăn của mình. Đem cuộc sống cực cùng sông nước, canh bạc này biết được hay thua, nói ra nghe ngỡ như đùa, thả bè nuôi cá là đua đường dài, bao công cán mỗi ngày bề bộn, còn phải lo đồng vốn đồng lời, đâu khi nào dám buông lơi, lòng luôn thầm khấn đất trời bình yên, chọn nghề sóng gắn liền sóng gió, với bao nhiêu gian khó còn hoài, còn chờ vào chuyện rủi may, mong cho cá lớn đêm ngày lo âu, chỉ còn biết mong cầu sông nước, trôi êm đềm để được thảnh thơi, bỏ công sức kiếm tiền lời, lo cho gia cảnh sống đời ấm no. Về tính cách, họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Họ rất linh hoạt khi xử lý công việc, người này không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Nhâm Tý theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Nhâm Tý không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Nhâm Tý theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Đối với nam tuổi Nhâm Tý thì công chức nhà nước rất phù hợp với họ bởi sự công bằng và thấu hiểu người khác. Bên cạnh đó, họ còn phù hợp với nghề giáo viên, học giả, nhà nghiên cứu vì chính sự nhận thức, học vấn của họ cũng rất tốt. Nhâm Tý một năm hứa hẹn rất nhiều cơ hội, chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình và nắm bắt thời cơ thì khả năng thành công khá cao. Năm nay bạn cũng vượng vận quý nhân, dù gặp khó khăn cũng có người sẵn sàng giang tay tương trợ. Phương diện tài chính của bản mệnh có khá nhiều dấu hiệu khởi sắc, có người được quý nhân giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Tuy nhiên, năm nay có dấu hiệu sức khỏe suy giảm, bạn cần chú ý trong việc ăn uống cũng như việc đi lại, tránh những sự cố không đáng có. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Nhâm Tý thiên can Thủy, địa chi Thủy, cho thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bản mệnh. Vì thế đừng lãng phí bất cứ giây phút cho những việc, những người không phù hợp với các tiêu chí cuộc sống của bạn đang hướng tới. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, nguyệt lệnh đế vượng cũng là lúc tuổi Nhâm Tý cho thấy sự thông minh, nhanh nhẹn của mình và nhờ có khả năng thích nghi tốt, bạn sẽ củng cố được quyền lực và sức mạnh của bản thân ở nơi công sở. Nhiều người thể hiện sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo, được mọi người tín nhiệm và yêu mến. Nhìn chung, thời gian này vận may của tuổi này bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực, bản mệnh có thể tự tin thực hiện các kế hoạch của mình mà không có quá nhiều chướng ngại. Kiếp tài xuất hiện trong tháng này, dự báo có thể những kẻ cảm thấy ghen tị với thành tích mà bạn có được, nên họ tìm cách để làm hại bạn đấy nhé, thậm chí một số lời thêu dệt của họ dành cho bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng phiền lòng. Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện vận may tình cảm cho người tuổi Nhâm Tý thời gian này. Cho dù bạn bận rộn với công việc nhưng nhận được sự cảm thông rất nhiều từ một nửa của mình, họ không ngừng nói những lời động viên để bạn tiếp tục cố gắng. Khía cạnh sức khỏe của con giáp này gần đây không tốt, dễ có tai họa bất ngờ ập tới. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì bạn nên dành thời gian chữa trị đến nơi đến chốn, hạn chế các vấn đề ảnh hưởng lâu dài, dễ bị tái phát đi tái phát lại. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch,
Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tý 1972 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, dù là tháng cô hồn, tình hình làm ăn nhìn chung không được tốt, nhưng vận trình của tuổi Nhâm Tý vẫn không có dấu hiệu chững lại, thậm chí là còn phát đạt hơn. Con giáp này vốn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao, nên tháng này thường xuyên được đảm nhận vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, sự vất vả của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Bạn sẽ không biết mình có thể tiến xa tới mức nào nếu không có những áp lực như thế xuất hiện. Bản mệnh là người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc, vì thế không hề ngại khó khăn hay bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế mà bạn có thể giành những thành tích đáng nể, cho dù không nhận được sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người. Tuổi Nhâm Tý cho thấy, bạn không sợ gian nan, thậm chí sẵn sàng đối mặt với vấn đề để xử lý chúng tận gốc, thái độ làm việc tích cực này được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, đương số có phần hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi nên không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số kẻ cố tình nói xấu, đâm sau lưng bạn, do đó tốt hơn hết là không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình ngay lúc này. Đôi lúc, công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng quý tuổi vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc, nếu có được những thành quả nhất định. Mệnh chủ hãy giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, sống trước sau như một thì mới được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý. Xét phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tý tuổi sinh 1972, tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, đế vượng nhập mệnh là cơ hội tốt cho bản mệnh, vận may ghé thăm con giáp tuổi Nhâm Tý tháng này, hỗ trợ cho họ có thể làm tăng tiến công danh, tiền bạc, bạn luôn không ngừng khai thác những cơ hội kiếm tiền, nên có được thành quả này không có điều gì là lạ. Nhiều người này hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một vài món đồ bạn thích, đừng quá chắt bóp chi tiêu khiến bản thân không cảm nhận được sự sung túc nào trong cuộc sống. Cho dù số tiền tiết kiệm của bạn vẫn đang tăng mỗi ngày, thậm chí một số người để dành được số tiền tích lũy đủ nhiều để mua sắm nhà cửa, thay xe để nâng cấp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch thôi nhé. Nếu mua sắm quá tay theo sở thích của mình, bạn sẽ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Những nỗ lực và cố gắng trong công việc của con giáp tuổi Nhâm Tý cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, thế nên có thể có người nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tìm thấy những nguồn thu nhập mới. Việc kinh doanh của đương số đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, mệnh chủ càng chăm chỉ. Nỗ lực trong công việc bao nhiêu thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu, dù vậy, vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả, sung túc. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tháng 7 âm lịch. Tam hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình yêu mà ít khi bạn có được. Sự cảm thông của người ấy thực sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình. Bạn càng nhận rõ ra giá trị của những điều đó trong tháng này khi nó mang lại cho bạn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà bạn muốn. Những cặp đôi có thể đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới, giúp bạn và người ấy cảm thấy cuộc sống luôn có những điều hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá. Nếu có thể, hãy sắp xếp chuyến đi ngắn vào cuối tuần để có những trải nghiệm mới mẻ bên nhau. Khuyên người độc thân thời gian này nên học cách yêu thương bản thân, chăm sóc chính mình thật tốt cũng là cách để bạn thu hút những mối quan hệ tốt đẹp đến với mình. Thậm chí có những hôm bạn thấy vui tươi là ngay lập tức nhận được lời mời hẹn hò của người khác giới trong tháng này. Gia đạo của bạn được hạnh phúc, viên mãn, bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa, quan niệm sống của người khác. Vì thế, nam tuổi Nhâm Tý có một gia đình êm ấm, hòa hợp. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cháu, các thành viên trong nhà. Là bậc cao niên đáng kính, đương số rất coi trọng việc giữ nề nếp, gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Xét phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, khía cạnh sức khỏe là một trong những vấn đề khiến con giáp tuổi Nhâm Tý phải lo lắng rất nhiều trong tháng mới. Cửu tử bay về vị trí trung cung. Bản mệnh đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim, tránh làm việc hoặc lao động quá sức. Nhớ rằng, công việc có quan trọng nhưng cũng không thể nào sánh được với sức khỏe của bạn. Thế nên ngay khi cảm thấy những biểu hiện không tốt thì nên dừng công việc lại để được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lo rằng bạn sẽ lười vì người có tinh thần như tuổi này không ít. Mỗi khi có việc quan trọng, bạn vẫn đủ tập trung để xử lý. Do đó, thời gian này quan trọng nhất đó là bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là trong tháng 7 âm lịch. Điều có thể dễ thấy nhất đó là dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế, bản mệnh nên ưu các đồ ăn, thức uống giúp bổ phổi của mình bạn nhé. Tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc sẽ giữ được cơ thể an toàn, tránh bệnh tật, tinh thần lạc quan. Ít tức giận thì sẽ giúp năng lượng cơ thể mạnh mẽ, không sinh bệnh, đem lại sức khỏe tốt cho bạn. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Nhâm Tý 1972. Bước sang tháng 7 cô hồn, Nhâm Tý đang cho thấy năng lực không hề đơn giản của mình. Nhưng làm gì cũng cần chắc chắn và trọn vẹn để không bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột nhé. Đặc biệt, trong các ngày may mắn dưới đây. Ngày mùng 1 âm lịch. Có nhiều cơ hội để hợp tác làm việc, làm ăn với các đối tác, khách hàng tiềm năng, hiệu quả công việc được nâng cao, mọi việc suôn sẻ cũng giúp bạn phát huy dễ dàng hơn. Ngày mùng 4 âm lịch. Tình cảm xưa cũ dễ có nhen nhóm, người yêu cũ xuất hiện làm xáo trộn những cảm xúc vốn đang bình ổn bên trong bạn. Một số cặp đôi có thể đi tới quyết định nối lại tình xưa, tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ cẩn thận vấn đề, tránh lặp lại những sai lầm và tổn thương trong quá khứ. Ngày mùng 9 âm lịch. Người độc thân có nhiều cơ hội trò chuyện vui vẻ với những người bạn khác giới, vận đào hoa vượng phát, hôm nay cũng là ngày thích hợp để mở rộng các mối quan hệ xã giao, tăng cường hợp tác. Ngày 13 âm lịch. Kế hoạch làm giàu trở nên suôn sẻ và dễ dàng, có tiền dư giả thì hôm nay cũng nên tập trung cho việc đầu tư, dễ thu lợi bất ngờ. Ngày 16 âm lịch. Hiệu quả công việc khá cao, hoàn thành tốt hầu hết những đầu mục kế hoạch đã đặt ra từ trước, bạn cũng tạo được sự kết nối khi làm việc nhóm. Ngày 20 âm lịch. Sức sáng tạo được phát huy cao độ, các ý kiến đưa ra dễ được ghi nhận và thông qua, cần nắm bắt thời cơ để thể hiện trước mặt cấp trên, tăng thêm cơ hội thăng tiến cho bản thân. Ngày 22 âm lịch. Đón một ngày tài lộc vượng, gặp thêm những mối khách hàng tiềm năng, dễ dàng ký kết hợp đồng thành công. Một số bạn có thể có vận may từ trên trời rơi xuống như trúng số, nhặt được tiền. Ngày 25 âm lịch. Tài chính có nhiều khoản thu về, chi tiêu cũng thoáng tay hơn, cuộc sống không cần phải căn ke từng đồng như trước đó. Ngày 27 âm lịch. Một ngày vui vẻ và làm việc năng suất, bạn có thể tìm ra phương pháp để cải thiện chất lượng công việc hiện tại, tạo ra ngày càng nhiều giá trị hữu ích hơn. Hôm nay bạn cũng có cơ hội kết bạn mới. Ngày 28 âm lịch. May mắn về tài chính đang đến với bạn, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được những gì mình mong muốn. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Nhâm Tý sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời. Cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng Giêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều. Cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Bước sang tháng 7 âm, vận trình công việc của người này đang tiến triển rất tốt, bản mệnh có thể đạt được những mục tiêu mình mong đợi đã lâu. Con giáp này không ngại khó khăn, gian khổ, luôn kiên trì, nỗ lực để vượt qua những trở ngại, thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng, nên hãy phát huy bản thân hơn nữa.
Hơn nữa, đường tình duyên của con giáp này cũng rất tốt đẹp. Con giáp này có thể sẽ nhận thấy những tiến triển tích cực trong những mối quan hệ với nửa kia. Tình cảm được xây dựng từ từ, dựa trên sự thấu hiểu, thông cảm, nên chắc chắn sẽ được bền lâu. Tiếp theo là người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Nhâm Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành, văn ấn có phần thông minh đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh người sinh tháng 2 âm lịch tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc an yên quá nửa đời người, đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều, anh chị em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được đại ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Sang tháng cô hồn, công việc của người này sẽ diễn ra như ý, hanh thông, người tuổi này được nạp thêm năng lượng để làm việc trong ngày này. Do có sự trợ mệnh của tam hợp, tuy nhiên, bản mệnh thường dễ nản lòng, buông xuôi mỗi khi gặp rắc rối trong công việc. Con giáp này nên có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, kỹ càng để tránh rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần. Ngoài ra, chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm, những nỗ lực vun vén tình cảm của hai người đã tạo ra một bầu không khí gia đình thoải mái, dễ chịu cho cả hai. Bạn và một nửa yêu thương của mình đang có khoảng thời gian ngọt ngào, bình yên bên nhau, người độc thân nhận được lời tỏ tình từ một người bạn mà mình đã quen từ lâu. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này số bôn ba, vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn, người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc, sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người này tuy số kiếp vất vả nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung, có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển. Tài lộc ùn ùn kéo tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm có vận trình sự nghiệp gặp may mắn, tuy công việc có khá nhiều vấn đề phát sinh, nhưng tới cuối cùng lại được giải quyết ổn thỏa, thậm chí kết quả còn tốt đẹp hơn so với dự kiến, khả năng bạn sẽ được cất nhắc tăng lương. Vận trình tài lộc khá sáng, kinh doanh buôn bán có lời, tuổi Tý vẫn có thể bán hàng khá chạy, nhất là những món hàng, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bản mệnh. Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, đương số còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào thời điểm này trong năm cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Đời có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc, tính cách cương nghị, rơi vào cảnh khó vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng quyết không cầu xin người khác. Xem vận mệnh người theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận,
sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Sang tháng 7 âm này, tiến độ công việc tốt giúp cho người tuổi này sẽ tăng thêm sự tự tin vào quyết định của mình. Tuổi này cũng rất siêng năng, chăm chỉ trong công việc và vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tận hưởng trọn vẹn. Nếu gặp phải khó khăn ngoài khả năng, bản mệnh nên nhờ sự giúp đỡ từ những người thân cận thay vì tự mình cố gắng tìm ra cách giải quyết. Vận trình tình cảm của con giáp này đôi lứa ấm êm, hài hòa, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và bản mệnh không cần thêm gì nữa. Trong khi những tuổi này độc thân vẫn chưa thoát khỏi chuyện quá khứ, nên vận trình tình duyên còn gặp khó khăn. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận, người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người tuổi Nhâm Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời, chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào. Cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhờ các cát tinh chiếu rọi, nên vận may của người tuổi Nhâm Tý rực rỡ như cầu vồng. Nếu đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, mọi việc diễn ra suôn sẻ, dự kiến các bạn sẽ nếm được quả ngọt đầu tiên trong đời. Về sự nghiệp, nếu sơ suất bạn có lẽ sẽ vì một số chi tiết mà bỏ lỡ cơ hội, hãy thay đổi bản thân nhiều hơn. Nếu có cơ hội việc làm mới thì nhất định không được chần chừ, nên biết rằng thời cơ chỉ đến với những ai có chuẩn bị. Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này tốt đẹp, con giáp này có nhiều thời gian bên cạnh đối phương, giúp tình cảm thêm gắn bó. Hai bạn dành những điều tốt nhất cho nhau, những bạn độc thân có thể sớm gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp. Quý vị thân mến, câu chuyện về lòng hiếu thảo. Trung Quốc có một người gọi là Đồng Vĩnh rất hiếu thảo với cha mẹ, anh là người nghèo, trong khi đó hàng xóm của anh có tên Vương Kỳ, là người giàu có, bất chấp hoàn cảnh gia đình. Mẹ của Đồng Vĩnh dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, mập mạp, tinh thần luôn vui vẻ. Gia đình Vương Kỳ tuy sung túc, ăn sung mặc sướng như mẹ của anh lại ốm yếu, bệnh hoạn, thường xuyên lo âu, buồn khổ. Nhân một ngày, cả hai cậu con trai đi vắng, mẹ của Vương Kỳ hỏi mẹ Đồng Vĩnh, bà cao tuổi, nhà lại nghèo như thế, cũng không có gì ngon để ăn, vậy tại sao bà mập như vậy? Mẹ của Đồng Vĩnh từ tốn đáp là vì con trai của tôi rất là hiếu thảo, nó không dám làm một việc gì xấu cả, lại rất thật thà, chăm chỉ. Tôi không có điều chi đau buồn về nó, lại rất hài lòng, tâm hồn thoải mái, thân thể khỏe mạnh, tôi thích như vậy, nên tôi mập được. Mẹ của Đồng Vĩnh hỏi lại, bà có tiền như thế, ăn toàn là thứ ngon vật lạ, tại sao lại ốm như vậy, bà ốm như cây sậy, có phải là bệnh gì không? Mẹ của Vương Kỳ trả lời, có tiền ăn của ngon vật lạ là vậy, nhưng con trai tôi tính tình không thật thà, làm ăn phi pháp, hôm hay phạm pháp, ngày mai cũng phạm pháp, ba hôm nay bị sai nha bắt ra hỏi, mai lại có lệnh gọi của phủ đường gửi đến, ngày nào cũng lo lắng vì nó nên dù được ăn ngon cũng cảm thấy không vui. Từ sáng đến tối lúc nào cũng ưu sầu, lo buồn, cho nên tôi càng ngày càng ốm đi, mập không nổi đều là vì buồn bực chuyện này. Không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ và rồi làm cha mẹ của con, cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo rằng, này các tỳ kheo, những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ, thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường. Có thể nói đến đây, nhiều người tự nhắc nhở với bản thân rằng, mình sẽ hiếu thảo với cha mẹ nhưng không được bao lâu lại quên mất việc này, đó cũng là vì chúng ta không hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Thực ra, làm một người tốt có lợi cho thế giới, cũng chính là hiếu thảo với cha mẹ cho chúng ta thân thể này, không ai từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống, vì thế, một người dù mang thân phận gì, từ vua cho đến thường dân, từ người trí thức cho đến kẻ không được học hành, từ người sang đến kẻ hèn, nếu bất hiếu với cha mẹ thì không đủ tư cách làm người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi, dù cha mẹ có xuất thân thấp hèn cũng là người đã tạo ra mình. Nuôi lớn mình bằng tình yêu, cho ta hình dáng như hiện tại,
Nếu không có cha mẹ thì mình đâu có được ngày hôm nay. Hay có những bậc sinh thành do điều kiện nào đó mà không nuôi nấng, chăm sóc được mình, nhưng cái ân nghĩa của việc sinh ra thân này thì cũng đủ để mình mang suốt đời. Có người vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình, chứ thực ra thì không ai muốn, và rồi những người con đó lớn lên thì oán cha, oán mẹ, thì cái oán này cũng không đúng. Hãy quán chiếu cái ân tình của cha của mẹ thuở ban đầu, họ đã nên ân nên nghĩa với ta từ khi ta trú ngụ vào thai mẹ, không ai có thể phủ nhận công ơn cha mẹ đã cho con vóc dáng, hình hài, đã cho con cơ hội làm người mà không phải chúng sinh nào cũng dễ dàng có được. Vì thế, không nên oán hận cha mẹ, không nên khinh rẻ, bạc đãi cha mẹ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.